10 bí mật về cuộc tập kích bằng máy bay B-52 ra miền Bắc Việt Nam năm 1972. Bí mật cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội năm 1972. Trong đêm tối mịt mù, những tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp bầu trời Hà Nội. Những chiếc máy bay khổng lồ, đen ngòm như những con quỷ từ địa ngục đang tiến về thủ đô của Việt Nam. Chúng là những chiếc B-52, loại máy bay ném bom chiến lược tối tân nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Mỹ đã huy động hơn 1.200 máy bay, trong đó có 36 chiếc B-52, để thực hiện cuộc tập kích này. Chúng được trang bị những loại vũ khí tối tân nhất, với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn Hà Nội và các thành phố lớn khác ở miền Bắc Việt Nam. Cuộc tập kích diễn ra trong 12 ngày đêm liên tục. Các máy bay B-52 bay ở độ cao trên 10.000 mét, thả bom xuống các mục tiêu dân cư, công nghiệp, quân sự của miền Bắc. Những quả bom 10 tấn rải xuống như mưa, san phẳng mọi thứ đi. Cuộc tập kích đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho miền Bắc Việt Nam. Hàng nghìn người dân bị chết, bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà, công trình bị phá hủy. Tuy nhiên, ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam đã chiến thắng. Họ đã anh dũng chiến đấu và bắn rơi 81 chiếc máy bay B-52, buộc Mỹ phải ngừng ném bom và ký hiệp định Paris. Cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội năm 1972 là một thất bại lớn của Mỹ. Nó đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của quân và dân Việt Nam. Dưới đây là chi tiết 10 bí mật có thể chưa được giải mã về cuộc tập kích bằng máy bay B-52 ra miền Bắc Việt Nam năm 1972. 1. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng loại máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới, B-52. Máy bay B-52 có thể mang theo tới 32 tấn bom và bay ở độ cao trên 10.000 mét. Với những thông số kỹ thuật này, B-52 được coi là một cỗ máy hủy diệt vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, B-52 không chỉ là một cỗ máy hủy diệt mà còn là một bí mật quân sự được Mỹ giấu kín. Để đảm bảo tính bí mật, B-52 được sản xuất trong một nhà máy được bảo vệ nghiêm ngặt ở Mỹ. Không ai được phép chụp ảnh hoặc quay phim B-52. Ngay cả các phi công lái B-52 cũng không được biết rõ về cấu tạo của máy bay. Mỹ cũng sử dụng các thiết bị gây nhiễu điện tử để đánh lạc hướng radar của Việt Nam. Điều này khiến các hệ thống phòng không của Việt Nam khó xác định được vị trí của B-52. Với những bí mật này, B-52 đã trở thành một nỗi khiếp sợ của quân và dân Việt Nam. Trong cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội năm 1972, Mỹ đã huy động hơn 36 chiếc B-52 để ném bom. Cuộc tập kích này đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho miền Bắc Việt Nam. Hàng nghìn người dân bị chết, bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà, công trình bị phá hủy. Tuy nhiên, ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam đã chiến thắng. Họ đã anh dũng chiến đấu và bắn rơi 81 chiếc B-52, buộc Mỹ phải ngừng ném bom và ký hiệp định Paris. Cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội năm 1972 là một thất bại lớn của Mỹ. Nó đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của quân và dân Việt Nam. 2. Bí mật chiến thuật ném bom rải thảm của Mỹ. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng chiến thuật ném bom rải thảm để gây ra thiệt hại tối đa cho miền Bắc Việt Nam. Chiến thuật ném bom rải thảm là một chiến thuật ném bom tàn phá được sử dụng để gây ra thiệt hại tối đa cho một khu vực rộng lớn. Trong chiến thuật này, các máy bay ném bom sẽ bay theo đội hình chữ V và thả bom xuống một khu vực rộng lớn, không quan tâm đến mục tiêu cụ thể. Với chiến thuật này, Mỹ muốn gây ra thiệt hại tối đa cho miền Bắc Việt Nam, bao gồm cả dân thường, quân sự và các cơ sở hạ tầng. Để thực hiện chiến thuật này, Mỹ đã huy động hơn 36 chiếc B-52. Các máy bay này được trang bị các loại bom có sức công phá lớn, có thể san phẳng mọi thứ trên đường đi. Trong 12 ngày đêm, các máy bay B-52 đã ném bom xuống các khu vực dân cư, công nghiệp và quân sự của miền Bắc Việt Nam. Những quả bom 10 tấn rải xuống như mưa, san phẳng mọi thứ trên đường đi. Chiến thuật ném bom rải thảm của Mỹ đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho miền Bắc Việt Nam. Hàng nghìn người dân bị chết, bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà, công trình bị phá hủy. Tuy nhiên, Ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam đã chiến thắng. Họ đã anh dũng chiến đấu và bắn rơi 81 chiếc B-52, buộc Mỹ phải ngừng ném bom và ký hiệp định Paris. Chiến thuật ném bom rải thảm của Mỹ là một tội ác chiến tranh. Nó đã gây ra đau thương và mất mát cho nhân dân Việt Nam. 3. Bí mật chiến thuật gây nhiễu của Mỹ. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng chiến thuật gây nhiễu điện tử để đánh lạc hướng radar của Việt Nam. Chiến thuật gây nhiễu là một chiến thuật quân sự được sử dụng để làm nhiễu tín hiệu radar của đối phương. Điều này khiến các hệ thống radar của đối phương khó xác định được vị trí của mục tiêu. Trong cuộc tập kích B-52, Mỹ đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu điện tử để đánh lạc hướng radar của Việt Nam. Các thiết bị này được gắn trên các máy bay ném bom B-52. Các thiết bị gây nhiễu điện tử sẽ phát ra các tín hiệu điện từ trùng với tín hiệu radar của Việt Nam. Điều này khiến radar của Việt Nam không thể phân biệt được tín hiệu của máy bay B-52 và tín hiệu nhiễu. Chiến thuật gây nhiễu của Mỹ đã khiến các hệ thống phòng không của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí của máy bay B-52. Điều này đã giúp máy bay B-52 dễ dàng tiếp cận mục tiêu và ném bom. Chiến thuật gây nhiễu của Mỹ là một bí mật quân sự được giữ kín. Mỹ không muốn đối phương biết về chiến thuật này. Các thiết bị gây nhiễu điện tử của Mỹ được thiết kế rất tinh vi. Chúng có thể phát ra các tín hiệu điện từ trùng với tín hiệu radar của Việt Nam đến từng chi tiết. Các phi công lái máy bay B-52 được huấn luyện cách sử dụng các thiết bị gây nhiễu điện tử một cách hiệu quả. Họ phải biết cách điều chỉnh các thiết bị này để phù hợp với từng loại radar của đối phương. 4. Bí mật cuộc trinh sát của Mỹ. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng các máy bay trinh sát để thu thập thông tin về hệ thống phòng không của Việt Nam. Cuộc trinh sát của Mỹ được tiến hành một cách bí mật. Các máy bay trinh sát sẽ bay vào miền Bắc Việt Nam và chụp ảnh các vị trí của hệ thống phòng không. Sau đó, các hình ảnh này sẽ được chuyển về Mỹ để phân tích. Để đảm bảo tính bí mật của cuộc trinh sát, Mỹ đã sử dụng các máy bay trinh sát được thiết kế đặc biệt. Các máy bay này được trang bị các hệ thống radar và camera tiên tiến, giúp chúng có thể chụp ảnh các vị trí của các hệ thống phòng không một cách chính xác. Ngoài ra, Mỹ cũng sử dụng các máy bay trinh sát không người lái, UAV. Các máy bay UAV này nhỏ và linh hoạt, giúp chúng dễ dàng xâm nhập vào miền Bắc Việt Nam mà không bị phát hiện. Thông tin thu thập được từ cuộc trinh sát đã được sử dụng để lập kế hoạch cho các cuộc tập kích của Mỹ. Nhờ có thông tin này, Mỹ đã biết được vị trí của các hệ thống phòng không của Việt Nam, giúp họ dễ dàng tấn công và tiêu diệt các hệ thống này. Cuộc trinh sát của Mỹ là một thành công lớn. Nó đã giúp Mỹ thu thập được thông tin quan trọng, giúp họ thực hiện thành công cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội. Các cuộc trinh sát của Mỹ trước đó được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn. Các máy bay trinh sát phải bay qua vùng trời được phòng thủ nghiêm ngặt của Việt Nam. Nhiều phi công lái máy bay trinh sát đã được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ này. Họ phải biết cách điều khiển máy bay một cách khéo léo để tránh bị phát hiện bởi hệ thống phòng không của Việt Nam. 5. Bí mật vai trò của máy bay ném bom hạng nhẹ trong cuộc tập kích B-52. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng các máy bay ném bom hạng nhẹ để yểm trợ cho các máy bay B-52. Các máy bay này sẽ tấn công các hệ thống phòng không của Việt Nam để tạo điều kiện cho các máy bay B-52 tiếp cận mục tiêu. Vai trò của các máy bay ném bom hạng nhẹ trong cuộc tập kích B-52 là vô cùng quan trọng. Chúng đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ cho các máy bay B-52. Các máy bay ném bom hạng nhẹ sẽ bay ở cao thấp và sử dụng các loại bom nhỏ để tấn công các hệ thống phòng không của Việt Nam. Các hệ thống phòng không của Việt Nam thường được bố trí ở độ cao thấp. Do đó, các máy bay ném bom hạng nhẹ có thể tấn công chúng một cách hiệu quả. Cuộc tấn công của các máy bay ném bom hạng nhẹ đã khiến các hệ thống phòng không của Việt Nam bị tê liệt. Điều này đã tạo điều kiện cho các máy bay B-52 dễ dàng tiếp cận mục tiêu và ném bom. Vai trò của các máy bay ném bom hạng nhẹ trong cuộc tập kích B-52 là một bí mật được Mỹ giữ kín. Mỹ không muốn đối phương biết về vai trò của các máy bay này. Các máy bay ném bom hạng nhẹ được sử dụng trong cuộc tập kích B-52 là những loại máy bay được thiết kế đặc biệt. Chúng có thể bay ở tốc độ cao và cơ động, giúp chúng dễ dàng tránh được hỏa lực của hệ thống phòng không của Việt Nam. Phần lớn phi công lái máy bay ném bom hạng nhẹ trong cuộc tập kích B-52 là những phi công được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải có kỹ năng bay xuất sắc và tinh thần dũng cảm. 6. Bí mật lá chắn bảo vệ máy bay B-52. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng các tàu sân bay và máy bay tiêm kích để bảo vệ các máy bay B-52. Các tàu sân bay sẽ triển khai máy bay chiến đấu để đánh chặn các máy bay MiG của Việt Nam. Lá chắn bảo vệ máy bay B-52 là một hệ thống phức tạp, được thiết kế để bảo vệ các máy bay B-52 khỏi các mối đe dọa từ không quân của Việt Nam. Hệ thống này bao gồm các tàu sân bay, máy bay tiêm kích, radar và hệ thống cảnh báo sớm. Các tàu sân bay sẽ triển khai máy bay tiêm kích để đánh chặn các máy bay MiG của Việt Nam. Máy bay tiêm kích sẽ bay ở độ cao cao để bảo vệ các máy bay B-52 khỏi bị tấn công từ trên không. Radar và hệ thống cảnh báo sớm sẽ giúp phát hiện các máy bay MiG của Việt Nam từ xa. Điều này sẽ giúp máy bay tiêm kích có đủ thời gian để phản ứng. Lá chắn bảo vệ máy bay B-52 là một thành công lớn của Mỹ. Nó đã giúp Mỹ bảo vệ các máy bay B-52 khỏi bị tấn công, giúp họ thực hiện thành công cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội. 7. Bí mật hệ thống phòng không tầm cao của Mỹ. Trong cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam năm 1972, Mỹ đã sử dụng các hệ thống phòng không tầm cao để bảo vệ các máy bay B-52. Các hệ thống này sẽ bắn hạ các tên lửa phòng không tầm thấp của Việt Nam. Hệ thống phòng không tầm cao của Mỹ là một hệ thống phức tạp, được thiết kế để bảo vệ các máy bay B-52 khỏi các mối đe dọa từ hệ thống phòng không tầm thấp của Việt Nam. Hệ thống này bao gồm các radar, hệ thống điều khiển hỏa lực và các loại tên lửa. Radar sẽ phát hiện các tên lửa phòng không tầm thấp của Việt Nam. Hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán đường bay của các tên lửa và ra lệnh cho tên lửa của Mỹ bắn hạ chúng. Tên lửa của Mỹ được thiết kế để bắn hạ các tên lửa phòng không tầm thấp của Việt Nam. Chúng có tầm bắn và tốc độ cao, giúp chúng có thể bắn hạ các tên lửa phòng không của Việt Nam ở khoảng cách xa. Hệ thống phòng không tầm cao của Mỹ là một thành công lớn của Mỹ. Nó đã giúp Mỹ bảo vệ các máy bay B-52 khỏi bị tấn công, giúp họ thực hiện thành công cuộc tập kích B-52 vào Hà Nội. 8. Bí mật chiến dịch tuyên truyền của Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng các biện pháp tuyên truyền để làm giảm tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam. Các biện pháp này bao gồm phát thanh, truyền hình và thả truyền đơn. Phát thanh là một trong những biện pháp tuyên truyền được Mỹ sử dụng rộng rãi nhất. Mỹ đã phát sóng các chương trình tuyên truyền bằng tiếng Việt trên các đài phát thanh của họ. Các chương trình này thường xuyên đưa tin về những thất bại của quân và dân Việt Nam, đồng thời ca ngợi những thành tích của quân đội Mỹ. Truyền hình cũng là một phương tiện tuyên truyền hiệu quả của Mỹ. Mỹ đã sản xuất các chương trình truyền hình tuyên truyền, trong đó thường xuyên đưa hình ảnh về sự tàn phá của chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam. Các chương trình này nhằm mục đích gây hoang mang và sợ hãi cho người dân Việt Nam. Thả truyền đơn là một biện pháp tuyên truyền đơn giản nhưng hiệu quả. Mỹ đã thả hàng triệu tờ truyền đơn xuống miền Bắc Việt Nam. Các tờ truyền đơn thường xuyên đưa ra những lời kêu gọi đầu hàng của Mỹ, đồng thời ca ngợi những thành tích của quân đội Mỹ. Biện pháp tuyên truyền của Mỹ đã gây ra một số tác động tiêu cực đối với quân và dân Việt Nam. Tuy nhiên, ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam đã giúp họ vượt qua những khó khăn này và giành chiến thắng cuối cùng. Biện pháp tuyên truyền của Mỹ được thực hiện một cách bí mật. Mỹ không muốn đối phương biết về các biện pháp này. Các chương trình tuyên truyền của Mỹ được thực hiện bởi những chuyên gia tâm lý. Họ được đào tạo để hiểu tâm lý của người Việt Nam và sử dụng các biện pháp hiệu quả nhất để tác động đến họ. 9. Bí mật chiến dịch hòa bình của Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng một chiến dịch ngoại giao bí mật nhằm gây sức ép buộc Việt Nam phải đầu hàng. Chiến dịch này được đặt tên là Chiến dịch Hòa bình. Chiến dịch Hòa bình của Mỹ được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia ngoại giao được đào tạo bài bản. Họ hiểu rõ tâm lý của người Việt Nam và sử dụng các biện pháp hiệu quả nhất để tác động đến họ. Tuyên bố ngừng bắn là một trong những biện pháp ngoại giao quan trọng nhất trong chiến dịch hòa bình. Mỹ tuyên bố ngừng bắn một cách đột ngột, không báo trước, Điều này đã gây bất ngờ cho Việt Nam và khiến họ phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình. Tuyên bố ngừng bắn của Mỹ được thực hiện thông qua một kênh ngoại giao bí mật. Mỹ đã sử dụng các điệp viên để liên lạc với Việt Nam và thông báo cho họ về kế hoạch ngừng bắn. Rút quân khỏi Việt Nam cũng là một biện pháp ngoại giao quan trọng của Mỹ. Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam một cách có trật tự, nhằm thể hiện thiện chí của họ. Điều này cũng khiến Việt Nam phải suy nghĩ lại về khả năng chiến thắng. Rút quân của Mỹ cũng được thực hiện một cách bí mật. Mỹ đã sử dụng các tàu ngầm để vận chuyển quân đội của họ ra khỏi Việt Nam. Chiến dịch hòa bình của Mỹ đã gây ra một số tác động tích cực. Nó đã khiến Việt Nam phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình và buộc họ phải đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch hòa bình của Mỹ cũng không thành công hoàn toàn. Việt Nam vẫn kiên quyết đấu tranh giành độc lập và cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. 10. Bí mật thất bại của Mỹ trong cuộc tập kích bằng máy bay B-52. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã thực hiện một cuộc tập kích bằng máy bay B-52 ra Bắc Việt Nam vào năm 1972. Cuộc tập kích này được đặt tên là Chiến dịch Linebacker 2. Cuộc tập kích này được thực hiện một cách bí mật. Mỹ không muốn đối phương biết về kế hoạch của họ. Mỹ đã sử dụng các máy bay trinh sát để thu thập thông tin về hệ thống phòng không của Việt Nam. Sau đó, họ đã sử dụng các máy bay ném bom B-52 để tấn công các mục tiêu ở Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và bắn rơi 81 chiếc máy bay B-52. Đây là một thất bại thảm hại đối với Mỹ. Quân và dân Việt Nam đã sử dụng các biện pháp bí mật để đánh bại máy bay B-52. Họ đã sử dụng các loại tên lửa mới, được thiết kế đặc biệt để bắn hạ máy bay B-52. Các loại tên lửa này được đặt tên là SAM-6 và SAM-7. Cuộc tập kích bằng máy bay B-52 đã thất bại vì nhiều lý do. Một lý do là quân và dân Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã xây dựng hệ thống phòng không kiên cố và sử dụng các loại tên lửa mới, hiệu quả. Một lý do khác là Mỹ đã đánh giá thấp ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam. Thất bại của Mỹ trong cuộc tập kích bằng máy bay B-52 là một bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đã chứng minh ý chí quyết tâm của quân và dân Việt Nam và buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại của mình. Cuộc tập kích bằng máy bay B-52 ra Bắc Việt Nam năm 1972 là một thất bại lớn của Mỹ. Cuộc tập kích này đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của quân và dân